ca sĩ Đông Hùng cầu cứu vì món nợ hàng tỷ đồng của mẹ. Trên trang cá nhân Top 3 Việt Nam Idol 2013 đăng tải tâm sự cầu xin một con đường ca hát kiếm thêm tiền trang trải nợ nần. Cách đây ít giờ, nam ca sĩ Đông Hùng bất ngờ chia sẻ về bi kịch nợ nần trong gia đình vì mẹ. Tôi xin các người đừng cho mẹ tôi và bà Nguyễn Thị Điệp mượn tiền nữa, Đông Hùng van cầu chủ nợ. Với mẹ, anh tuyệt vọng, con mệt rồi mẹ ạ, cho con một con đường sống. Cùng với dòng trạng thái Top 3 Việt Nam Idol 2013 đăng tải những bức ảnh với vùng cổ tay bị thương, nam ca sĩ cho biết suốt 5 năm qua, anh đã phải chịu đắng cay, tủi nhục vì các khoản nợ của mẹ. Tôi xin các người đừng cho mẹ tôi mượn tiền lấy lại nữa. Tôi biết đó là cách các người kiếm sống, nhưng hãy trừ mặt mẹ tôi ra được không? Tôi khổ lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, anh cho hay. Nam ca sĩ 24 tuổi tâm sự những năm qua luôn gánh gồng trả nợ, chịu cảnh gia đình tan nát. Giờ anh vừa đi hát, vừa lo trả lãi, vừa cán đáng nuôi em trai ăn học. Tuy nhiên số nợ 4 tỷ đồng chưa trả xong, lại đang đau đầu vì các khoản nợ mới. Mẹ ơi, con xin mẹ, thương em và con với. Nợ cũ gần 4 tỷ đồng, con vẫn nai lưng ra làm. Tại sao mẹ cứ bắt con gánh thêm những số nợ mới nữa? Người ta dần quên con trai mẹ rồi, nam ca sĩ viết. Chia sẻ với xin.vn nói về vùng tay bị thương, Đông Hùng cho biết đã tấn công sau việc xô xát tại gia đình. Anh phải nhập viện và khâu nhiều mũi. Hiện tại không tỉnh táo vì tác dụng của thuốc tê nên không thể chia sẻ nhiều sự việc, Đông Hùng nói. Trên trang cá nhân, chia sẻ của Đông Hùng về mẹ nhận được sự đồng cảm và động viên từ nhiều nghệ sĩ, người thân cùng bạn bè. Nữ ca sĩ Uyên Linh, Văn Mai Hương, Quốc Thương, Trung Quân đều mong anh mạnh mẽ cố gắng. Đây không phải lần đầu tiên Đông Hùng nói về khó khăn tài chính. Năm 2014, trả lời xin.vn, anh cho biết đang cố gắng làm việc để trang trải khoản nợ 14 tỷ đồng do mẹ làm ăn thua lỗ. Thời gian đó, vì sức ép từ chủ nợ, gia đình anh rơi vào cảnh người nam kẻ bắc. Anh kể nhiều lần bị chủ nợ tìm đến đòi ngay tại địa điểm biểu diễn. Đông Hùng sinh năm 1993, được chú ý sau loạt top 3 cuộc thi Việt Nam Idol. Trước đó, anh từng ghi dấu ấn nhất định tại Sao Mai Điểm Hẹn năm 2012, giành giải ca sĩ triển vọng. Nhật Kim Anh vẫn bị cứng mặt và vai sau cơn tai biến. Trở về nước sau cơn tai biến nhẹ, nữ người không thể cử động ở Mỹ, diễn viên Long Thành cầm giả ca lại phải vào bệnh viện chăm sóc con trai cấp cứu. Chia sẻ với xin.vn, sau khi trở về Việt Nam, Nhật Kim Anh vẫn không khỏi sợ hãi khi kể cảm giác trải qua cơn tai biến ở Mỹ. Nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu cô phải đối diện với những triệu chứng nguy hiểm như nửa người bị tê cứng, méo miệng và sưng mặt. Nhật Kim Anh tâm sự cô phải trở về Việt Nam dù bệnh chưa khỏi hẳn vì con trai bị viêm phổi, phải vào bệnh viện cấp cứu. Ngay khi xuống sân bay, nữ diễn viên về thẳng Cần Thơ vào viện chăm con. Nhìn con nằm viện, tôi không thể ngồi ở nhà. Dù mệt nhưng tôi yên tâm vì nhìn và chăm con mỗi ngày, cô nói. Vì bận rộn với việc kinh doanh và chăm con trai, nhà Kim Anh kể, cô không uống thuốc điều trị và cũng không thể đi chăm cứu như lịch điều trị ở Mỹ. Diễn viên sinh năm 1985 nhớ lại, lúc nhập viện ở Mỹ, tôi cứng miệng, nói chuyện không được, hiện sức khỏe của tôi đã tốt hơn. Tôi đi lại bình thường nhưng vai và cơ mặt còn hơi cứng. Trước thắc mắc tham công tiếc việc, bỏ qua sức khỏe, Nhật Kim Anh cho rằng công việc đến thì không thể bỏ qua. Khách hàng, khán giả hỏi cô phải tự mình trả lời. Trước đó, Nhật Kim Anh sang Mỹ lưu diễn 2 tuần. Tuy nhiên, mới đặt chân đến xứ sở cờ hoa, 3 ngày thì cô phải nhập viện vì tai biến nhẹ. Cô được bác sĩ chẩn đoán bị stress nặng, kiệt sức và thức đêm và làm việc. Nhật Kim Anh cho biết cô không hợp với khí hậu ở Mỹ. Mỗi lần sang đây lưu diễn cô đều đổ bệnh và được đưa vào viện. Lần này cô phải hủy toàn bộ show diễn ở Mỹ. Nhật Kim Anh là diễn viên quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ. Dù nghề diễn chỉ là tay ngang, nhưng diễn viên sinh năm 1985 lại sở hữu khá nhiều giải thưởng danh giá như nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam hay HTV Award, Mai Vàng, Ngôi sao xanh.
Ngày Bông Hồng Lai thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Thí sinh Thanh Vi và Mỹ Hạnh có vẻ đẹp khác biệt vì mang một nửa dòng máu ngoại. Lê Thị Mỹ Hạnh có cha là người Anh, mẹ là người Việt. Mỹ Hạnh sinh ở Cần Thơ, từ nhỏ cô bị bạn bè trêu chọc, một phần vì cô không biết cha mình là ai. Thiếu thốn tình thương của cha, hai mẹ con cô chỉ mong nương tựa lẫn nhau. Mỹ Hạnh 21 tuổi, cao 1m72, với chỉ số thể hình là 89-65-92, cô là người mẫu diễn viên nghiệp dư. Thí sinh Nguyễn Thanh Vi đến từ Nha Trang có gương mặt thanh tú, đậm chất Á Đông. Cô có cha là người Malaysia, Lai Ấn, mẹ là người Việt Nam. Cô cao 1m68, chỉ số thể hình là 93-62-95 cm. Sống với bà ngoại từ nhỏ, cô sớm học được cách tự lập và tiết kiệm. Cô chia sẻ những khó khăn vất vả là động lực để thêm mạnh mẽ. Bất ngờ với cuộc sống của Hoa hậu chuyển giới Thái Lan xấu nhất lịch sử. Sau khi đăng quang một cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan được cho là xấu nhất lịch sử, có cuộc sống khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan này tên là Maya Sơn Sơn. Cuối năm 2015, đầu năm 2016, Maya Sơn Sơn đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới ở Thái Lan. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ đẹp lộng lẫy khi nhắc đến Hoa hậu, Maya Sơn Sơn lại khiến dân mạng xôn xao vì có nhan sắc xấu đến mức xúc phạm người nhìn. Theo đó, Maya Sơn Sơn được biết đến với làn da ngăm đen, đôi môi dày kém gợi cảm và gương mặt không hài hòa. Chính vì nhan sắc này mà Maya Sơn Sơn bị cộng đồng mạng chế giễu trong suốt khoảng thời gian dài. Nhiều người cho rằng trước sức ép của dư luận, Maya Sơn Sơn sẽ từ bỏ sự nghiệp của mình. Thế nhưng sự thật của Maya Sơn Sơn không hề bận tâm đến những lời nhận xét của khán giả. Cô vẫn thường xuyên xuất hiện trong một số sự kiện và chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân. Thậm chí cuộc sống của Hoa hậu chuyển giới Thái Lan xấu nhất lịch sử này còn khiến nhiều người mơ ước. Nhờ có lượt theo dõi đông đảo, Maya Sơn Sơn kiếm được bội tiền nhờ quảng cáo cho một số nhãn hàng. Nhiều người nhận xét cô đã biết cách chăm chút cho nhan sắc của mình hơn trước. Kiểu tóc ngắn ngọc trinh để xin như ốc bê sang Harry Won trong thế này đây. Hóa ra không phải tự nhiên mà trứng thành nổi hứng của bà xã đi tỉa tóc tóc tai. Sau một thời gian trung thành với mái tóc dài, Ngọc Trinh đã quyết định đổi gió với mái tóc ngắn trẻ trung sành điệu. Nhuộm màu nâu vàng, gương mặt của nữ hoàng nội y trông càng nổi bật, tươi tắn. Sở hữu nước da trắng mịn nên màu tóc chưa bao giờ là vấn đề đáng ngại với chân dài Venus. Hình ảnh mộc mạc nhưng vẫn hết sức cuốn hút khi đi khai trương cửa hàng. Hơn đàn em Kỳ Hân 6 tuổi nhưng gương mặt của Ngọc Trinh lại không hề thể hiện sự chênh lệch đó. Vẫn thanh lịch, sang trọng, kiều diễm như thường, quả đúng là, quả cũng đúng bởi Ngọc Trinh xinh đẹp là nhờ tổng thể khuôn mặt baby và body sexy chứ đâu phải nhờ kiểu tóc. Chỉ có lúc vén ra sau tai là trông hơi ngố mà thôi. Mới đây, Harry Won cũng trở thành mỹ nhân Việt tiếp theo kết bạn với mái tóc ngắn. Nữ ca sĩ uốn cúc phần đuôi tạo nên độ phồng, nhờ đó gương mặt trở nên hiền khô. Bà xã Trấn Thành trông như nữ sinh phổ thông, trẻ ra tới vài tuổi với kiểu tóc mới. Diện mạo của Harry Won lúc mới cắt tóc xong và chưa tạo kiểu, nhưng vẫn trung thành với mái mưa. Góc nghiêng thần thánh vô cùng cuốn hút. Vẻ đẹp rạng rỡ, tươi mới dễ khiến người đối diện không tin cô đã bước sang tuổi 33. Vốn sở hữu yếu tố cốt lõi của gương mặt đẹp, nên việc thay đổi style tóc tai chỉ giúp hai đại mỹ nhân trông mới mẻ mà thôi.